Photocopier, một viên ngọc sáng đến từ nền điện ảnh Indonesia. Phim thoạt nhìn không mấy ấn tượng nhưng có thể kể một câu chuyện gây cuốn, đồng thời để lại những thông điệp mạnh mẽ. Photocopier xoay quanh một sinh viên đến từ tầng lớp trung lưu tên là Suryani, hay Sua theo cách gọi người thân của cô. Sua là một học sinh giỏi và đang hướng đến mục tiêu giành học bổng toàn phần tại trường đại học. Để làm đẹp hồ sơ, Sua cũng nhận thiết kế web cho câu lạc bộ nhạc kịch Matahari, một câu lạc bộ trở nên tiếng tăm nhờ vào giải thưởng kịch nghệ mà họ mới nhận được. Một ngày, một bức hình cô say xỉn bị đăng lên mạng xã hội mà không có sự cho phép của cô, khiến Sơ mất đi cơ hội nhận học bổng, còn gia đình thì quay lưng. Tệ hơn là cô không nhớ gì về bức hình được chụp như thế nào. Sơ bắt tay với Amin, một người bạn làm trong tiệm photo để truy tìm danh tính kẻ chụp hình. Kể từ khi Netflix mở rộng phạm vi hoạt động của mình, người xem có cơ hội tiếp cận với những nền ảnh ít tiếng tăm. Theo đó, những viên ngọc thô được phát hiện. Photocopier là một trong số đó. Hòa trộn thể loại phá án, giật gân với đề tài đang nóng lên lúc này, xâm hại đời tư và thành kiến giới. Bộ phim làm nên một câu chuyện chỉn chu và lôi cuốn, dù có đôi chỗ chưa được làm cho tới. Như phim trinh thám thường hy sinh khá nhiều trong phương diện cảm xúc để tập trung vào phần kịch bản có dây mơ dễ má với các cú twist hoặc những trường đoạn phá án giật gân. Nhưng Photocopier không làm điều này. Phim cân bằng khá tốt giữa hậu quả mà Sơ hứng chịu và khả năng điều tra chân thật. Các chi tiết như người cha liên tục tra hỏi mỗi lần Sơ xin phép ra ngoài, hay bày tỏ sự khó chịu mỗi khi nghe con gái nói đến trang web việc bán thời gian, cho thấy ông luôn mong mỏi Sơ chọn các công việc mà xã hội Indonesia cho là phù hợp với nữ giới, ví như mẹ cô đang coi sóc một quán ăn gia đình. Dĩ nhiên, bộ phim còn khiến người xem phải chau mày khi thể hiện người mẹ đầu tắt mặt tối với công việc trong khi chồng bà thoải mái xem điện thoại. Bên cạnh đó, một ủy ban xem xét tiêu chuẩn học bổng toàn nam và thiên kiến cũng là điểm chấm phá nhẹ nhàng mà hữu lực của bộ phim trong việc lột tả môi trường sống đầy trắc trở mà Sơ đang đối mặt. Photocopier gợi nhớ khá nhiều đến cái tên Promising Young Woman. Trong đây, Sơ có một tương lai sáng sủa, nhưng cô cũng là người phụ nữ sống trong một xã hội đầy định kiến gắt gao. Indonesia là đất nước mà đa số tuân thủ giáo lý Hồi giáo. Tư tưởng nam quyền đã bám rễ rất sâu ở mọi phương diện, từ gia đình đến trường học. Dù không thực sự được nói thẳng, Photocopier đã nhấn nhá nét ảm đạm, tiềm ẩn luôn bao bọc nhân vật chính. Và rồi một bức ảnh, chỉ một thôi, và một lần vướng vào ý đồ xấu xí của người khác, tương lai của một cô gái trẻ bị vùi dập và cuộc đời không còn là màu hồng tươi tắn nào trong mắt cô nữa. Phim không cần đau to búa lớn để truyền tải thông điệp, đồng thời để cho người xem cảm nhận được áp lực nặng nề, vừa thôi thúc vừa ghi xuống một cô gái trẻ như xưa. Chỉ một lần bị rơi vào thế hiểm thôi mà toàn xã hội và gia đình đều quay lưng với cô. Sự chấm phá này xuất hiện xuyên suốt bộ phim, ngay cả ở quá trình truy dấu vết của những bức ảnh. Màn điều tra của Sơ không mang phong thái hào nhoáng thường thấy ở các thám tử, thanh tra đại tài, nhưng điều đó không có nghĩa là nó xíu sự cuốn hút. Từng phút giây trôi qua, cuộc điều tra mở ra hàng loạt các khả năng đánh đố khán giả đến cùng về danh tính của thủ phạm. Cách Photocopier sâu chuỗi các manh mối chỉ khiến nhiều nút thắt khác xuất hiện. Từng chút, chúng ta và Sơ như đang bò vào một chiếc hang thỏ với quá nhiều đoạn quanh. Nhưng phim cũng không làm cuộc điều tra phức tạp quá đà, dần dà để lộ ra các thông tin giúp khán giả nhìn rõ bức tranh toàn cảnh. Photocopier tập trung vào cô và điều đó không thay đổi. Bằng cái ấy, bộ phim thể hiện luôn nỗi đau, sự cô độc và nỗi tổn thương nặng nề mà cô phải chịu đựng. Không đồng minh, không bạn bè, chẳng ai tin cô. Dù biết có kẻ chụp lén cô gái rồi tung lên mạng, người ta chỉ mãi chăm chú vào việc cô đã uống rượu bia, chứ không phải là kẻ đã xâm phạm đời tư của cô gái. Thông qua Sơ, Photocopier thét lên mạnh mẽ sự đối lập trong quyền được bảo vệ giữa hai tầng lớp. Từ một câu chuyện về xâm phạm đời tư bất hợp pháp, bộ phim chuyển nhịp rất mượt mà thành ví dụ đặc quyền giữa giàu và nghèo. Nhưng có lẽ Photocopier mạnh mẽ nhất về thông điệp khi để Sơ tìm được đồng minh của mình, và đó là cú bắt tay giữa những người tổn thương bởi một hệ thống bất công và sức nặng của định kiến, vượt qua ranh giới của giới tính, khắc họa nạn nhân của mỗi bi kịch trong đây không chỉ là nữ. Dĩ nhiên không có gì là hoàn hảo, phim gặp vấn đề về nhịp điệu, diễn xuất của dàn diễn viên có lúc khá gượng, và Photocopier cũng bỏ qua một phản diện tiềm năng. Nhưng suy cho cùng thì phim tập trung vào nạn nhân nhiều hơn, nên tiếng nói phản diện chỉ được thể hiện chấp nhoáng là điều dễ hiểu. Nhìn chung, đây là bộ phim có thể làm hài lòng khán giả.